đợt trước là nó đau đau đây, nó có tiền đại cái này để chung đây, nó xuống cái này luôn, nó tê cái này luôn, tê cái này, rồi tay thì nó bị gãy cái này, tay cũng cứng như cổ, tê dài tê dài, cầm đồ rớt, cầm đồ vật rớt luôn đó hả? Ồ, yếu ha. Đặt, bây giờ đưa lên, họ thằng nào nó biết làm không? Lúc trước là dơ, lúc trước là đau đúng không? Cái đau lúc trước là nó dài, nó chạy xuống xuống đây, đúng không? Chọn một cái sợi dây á, mình chặt ra, và anh thả lỏng. Khó chịu không? Đây là khó chịu không? Đây này, ha, thả lỏng, thả lỏng. Trước giờ là nó tăng cái đường này đúng không? Nó tăng đau á, đúng không? Nó tăng cái đường dài. Bạn này mình khó chịu không? Đây này. Chứ là cầm tay nó rớt luôn á, cầm cái đồ vật mà nó có bị rơi ra luôn. Thì làm đàm á, cầm được quá chứ nó cái ông quẹt á, cầm vậy tụt tụt xuống. Cái này nó xoay chậm á, nằm cục là sẽ được tự nhiên nha. Thank you.
viên lên thang để em coi. Đau không Vinh? Không đau không tê đúng không? Rồi bây giờ em xuống, em cũng không có việc đâu. Bây giờ là hết tê hết đau này đúng không? Có ê bốt gì không? Rồi đi lên căng một chồng. Đau không? Không. Không luôn ha. Để đi đi từ từ ha. Đau nhất thì luôn đúng không? Đau bốt thì đau. Đó ha. Rồi, bây giờ anh cho chạy lại nhé. Tôi tên Phùng Đặng Quang Vinh, năm nay 43 tuổi, quê ở Long An. Tôi bị thoát vị địa điểm, chèn ép thần kinh, 4 đốt sống và 2 đốt cổ, nay đã 13 năm. Mà tôi cũng đi trị nhiều bệnh viện Long An và thành phố, cũng uống thuốc lâu vài tháng thì cũng tái lại. Có người cũng chỉ tắt thuốc nam, cũng thời gian cũng không hết. Vô tình tôi mới đọc YouTube, tôi biết trung tâm phục hồi sức khỏe thấu á cuộc sống ở Tiền Tâm, tôi mới lên đây tôi trị. Là 3 ngày đầu tôi rất là đau, tôi đi ngồi xe lăn, xong vô đây trị được 3 ngày tôi bỏ xe lăn, tôi đi lại cũng từ từ. Đến nay 15 ngày tôi đã khỏe hoàn toàn, tôi chạy bộ lên cầu thang bình thường. Thì khi mà như trường hợp của Vinh là bị 13 năm hả? Rồi đau lưng rồi tê xuống chân. Thì cái trên cái phim kết quả MRI của em là thoát vị ở lưng là 4 địa điểm. Từ L2 cho tới S1 và kích thước địa điểm ra ngoài là từ 4 đến 8 mm lần. Là chèn ép rất nhiều địa điểm kinh. Còn bị gà thoát vị địa điểm ở cổ nữa. Thì trong 13 năm đó thì mình đi uống thuốc nhiều bệnh viện hả? Uống thuốc nhưng mà cứ hết thuốc nó cứ đau lại. Rồi sau đó em lại đi đắp thuốc hả? Đắp thuốc lâu không? Tập thuốc mấy tháng, 3-4 tháng. 3-4 tháng trời, dạ. Nhưng mà thấy bệnh cũng không khỏi. Dạ, không khỏi. Rồi trong quá trình mà đi khám nhiều bệnh viện lớn ở Sài Gòn thì anh thấy em đi khám nhiều, rất nhiều bệnh viện. Dạ. Thì bác sĩ có chỉ định mổ không chứ? Dạ có. Thì mấy bệnh viện nào kêu mổ hết. À. Rồi dạ. Em sợ hay là... Sợ mổ. Sợ mổ. Để cắt chữa trị cho định mổ, mổ toàn định mổ. À.
Thì trong trong 13 năm đó mà em đi trị thì cũng vất vả ha. Và có công việc hàng ngày mình là phải khiêng vác nặng hả? Dạ, đúng, khiêng vác nặng. Như em là bên như bên là làm bên cơ khí. Em làm cơ khí. À, cơ khí sửa máy móc ha. Dạ. Rồi phải cúi khoan rồi. Dạ, cúi khoan rất rinh giác rồi. Nặng ha. Cái đồ đồ máy móc thì rất là nặng. Dạ. Rồi 13 năm cứ mòn mỏi cái điều trị hoài ha. Dạ. Uống thuốc đau cái mình cho thuốc uống thì hết đau bớt vậy. Chứ không có hết luôn. À. Nhưng mà trong 13 năm thì điều trị miệt mài như vậy rồi bác sĩ thì các bệnh viện điều trị định mổ được cái nào làm cho mình chán nản cái buồn cái tình trạng bệnh mình? Dạ có, nói chung là bữa là chán nản với lắm, buồn thất vọng với lắm, rồi không biết làm sao. À. Nó ngồi với lướt mạng coi đi thấy mới biết tốt lắm, mới biết là trình mới biết được tâm cô và cái trị liệu trung tâm rồi mới thôi xin nói gia đình đi lên đây trị. À. Hồi đầu thì gia đình cũng sợ. Ừ. Nó không biết sao thôi, nó năn nỉ quá thôi cho đi lên lần coi nên cho biết này. Dạ. Tại vì như mình là nhà ở Long An. Dạ. Long An về Sài Gòn thì rất là gần. Dạ. Đúng không? Sài Gòn là một trung tâm lớn mà em còn là cái trì Sài Gòn với Long An rất là nhiều lắm rồi. Dạ. À, 13 năm trời em nghĩ là em phải đi rất là nhiều nơi lắm rồi. Dạ. Rồi lại bác sĩ chỉ định mổ nữa. Dạ, mình cũng, rồi lại đi đắp thuốc 3-4 tháng đắp ở lưng đúng không? Dạ. Nhưng mà vẫn không khỏi, cho nên nghe chán nản, cho nên bây giờ người nhà nghe em nó đi một cái tỉnh ở tỉnh Đồng Nai, các người Đồng Nai cũng có thể là nhỏ ở Sài Gòn. Yeah. Cho nên nhiều khi cũng chưa có đi được. Khi mà em coi mạng này, em thấy thông tin trên mạng thì em có tin tưởng, ví dụ như trên trường Thiền Tâm có điều trị bệnh cho em là thế nào? Dạ, em coi hồi đầu thì coi phỏng vấn nói thì nghe bác sĩ nói thì em thấy chúng nghi cái ý của em quá. Yeah. Bệnh của em á đúng với cái bệnh mà cái tình trạng mình quá. Đang gặp. Dạ rồi xem cũng một phần còn phân dân. À. Em mới coi mấy cái YouTube. À. Mấy YouTube bác sĩ quay lên á thấy điều trị cách điều trị đây máy nó hiện đại quá. Yeah. Em mới quyết định em đi đây. À. Rồi khi mà điều trị ở đây thì mỗi ngày bên được điều trị vật lý trị liệu với nhiều máy móc với các phương pháp thủ thuật bằng tay là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Dạ từ 4:30 tới 5:30. À, một ngày là điều trị 4:30 tới 5:30. Dạ. Rồi ở đây thì môi trường điều trị ở đây thì mình thấy ở đây so với mình của mình á. Dạ ở đây môi trường đây là rất sạch sẽ thoáng mát. Ừ. Tất cả những sạch sẽ, nhân viên cũng tận tình. Ừ. Bác sĩ nhân viên cũng tận tình với. Ừ. Máy móc em thấy nhiều loại không? Dạ, máy móc nhiều loại hiện đại không? À. Dạ. Rồi trị một ngày 4:30 năm tiếng là có cái phương pháp nào làm cho mình bị đau hay ê khó chịu gì không? Dạ không có phương pháp nào không đau ê. À. Vậy là sau khi 3 ngày điều trị tại Thiền Tâm thì mình đã bỏ xe lăn ha. Dạ. Là đi từ từ. Còn ngày hôm nay chính thức là em điều trị đúng được 15 ngày à. Dạ. Đúng không? Hôm nay là hôm nay là đúng 15 ngày. Dạ. Thì bây giờ là trong người em hết đau hết tê. Dạ. Đúng không? Cổ lưng hết đau, rồi tay chân gì hết tê. Rồi chạy bộ mấy vòng này em có thấy đau đớn gì? Dạ không, chạy bộ bình thường. À, leo cầu thang. Leo cầu thang không ê ẩm gì hết. À. Rồi tối ngủ ngủ được không? Tối ngủ được. Ngủ ngon ha. Đó. Thì em thì bị bệnh tới 13 năm. Ha. Và bây giờ được điều trị mới có 15 ngày. Nhưng mà nó cũng đáp ứng, tức đáp ứng nó có kết quả tốt. Tại vì trong 13 năm đó thì em mới uống thuốc, rồi em mới đắp thuốc ha. Nhiều nơi nhưng mà mới uống thuốc, đắp thuốc mà mình chưa được phối hợp với vật lý trị liệu phổi chức năng. Đó, thì nếu mà em được tập sớm thì nó cũng sẽ đỡ nhiều ha. Nếu trong 13 năm này, nếu mà em được kết hợp nội khoa rồi uống thuốc cộng với tập vật lý trị liệu sớm đó, thì bệnh mình cũng có thể phục hồi sớm đó. Thì bây giờ mình có thể lao động, làm việc tốt. Chứ mà 13 năm trời mình cứ đi trị bệnh rồi uống được thuốc rồi về làm cứ đau hoài như vậy 13 năm trời thì kinh phí rất là tốn rất là nhiều. Thứ hai là cái sức khỏe mình xuống rất là nhanh đúng không, 13 năm trời căn bệnh cứ thành hàng hoài vậy đó. Thì bây giờ cái bệnh đã bình phục, ngày hôm nay là ngày được xuất viện này. Yeah. Bên được chạy bộ, được leo cầu thang, không đau không tê, bây giờ cũng tối ngủ ngon bình thường hết rồi. Yeah. Ha. Thì hôm nay xuất viện về thì có những cái bài tập của các bác sĩ ở Thiền Tâm hướng dẫn á, là bên nhớ tập ví dụ sáng ngủ dậy mình tập một đợt, chiều mình tập thêm một đợt nữa. Rồi lao động thì khiêng nặng thì nhớ theo những cái các bác sĩ hướng dẫn, ví dụ khiêng vật nặng mình phải đứng tấn xuống này, đứng tấn hai đầu gối xuống, mình khiêng thẳng lên 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 đó. Rồi nằm thì chuyển qua muốn ngồi dậy nằm nghiêng chống tay ngồi dậy, rồi muốn nằm thì phải ngồi thì chống tay nằm nghiêng mới nằm ngửa ra, mình được bật dậy ha. Rồi đây các bác sĩ hướng dẫn cho mình cách mang giày dép, rồi lấy đồ vật lên sàn nhà như thế nào, thì khiêng vật nặng như thế nào để cho bệnh mình không tái phát. Hoặc là sau này em cái nghề của em là nghề cơ khí, cho nên em đi sửa máy móc rồi phải cúi khom rất là nhiều đó, thì mình phải có cái tư thế để mà không có cho bệnh tái phát ha.
Rồi trong quá trình đó thì khi nào mà lỡ mình quên, thì ví dụ là mình khiêng cái gì nặng mà quên mà cái lưng nó hơi ê ê hay là cổ hơi ê, thì em có thể lên điều trị duy trì để bảo dưỡng và sắt, cũng giống như máy móc thôi. Em là thợ cơ khí chuyên sửa máy móc, thì giúp máy móc giống xe máy mình mua rồi lâu lâu mình phải đi bảo dưỡng duy trì, tra dầu nhớt rồi bảo dưỡng duy trì lại, thì kiểm tra định kỳ mà đó, thì giống như cái cột sống và cái trụ cột của mình vậy, thì mình nên cố gắng bảo dưỡng. Nếu mà thấy hơi ê ê hơi bút hơi đau tức là nó báo động rồi đó, đây là cột sống đã bắt đầu có vấn đề. Hoặc là giống mình chạy chiếc xe, mình đang chạy cái xe cứ kêu rồ 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 rồi mình biết là xe đã có vấn đề rồi, thì cái cột sống của mình vậy lúc bắt đầu nó mới đau với tê buốt thì là mình đi liền, thì lúc rất là nhanh, nhiều khi chỉ có vài ngày thôi mình đã khỏe rồi, rồi mình lại tiếp tục làm việc. Chứ để trong 13 năm trời mà em cái bệnh thoát vị địa điểm của em là bị tới lưng, là bị thoát vị bốn địa điểm, cổ hai cái đúng không, cổ hai địa điểm, tổng cộng là 6 địa điểm, là 6 địa điểm mà thì chịu đựng tới 13 năm trời như vậy là đúng được gặp cái cực hình đấy đúng không. Rồi mấy hôm nay tình trạng trị ở đây này, sau khi bỏ thì 3 ngày đầu á ngồi xe lăn thì có người nhà ở lại, và khi mà đi được rồi á thì em ở là một mình. Dạ, em ở một mình đúng không. Dạ. Rồi mấy hôm nay người nhà có hỏi thăm không? Dạ có, nhà không điện không? Rồi trong cái khu mà của bên ở lại toàn là những ca nặng không đúng không, cái phòng của em ở toàn là những bệnh nhân nặng đi xe lăn. Thì trong quá trình tiếp xúc ở gần đây này, nhiều bệnh nhân như vậy, em thấy cái tình trạng bệnh này như vậy nhiều không? Dạ nhiều nhiều đúng không. Và em thấy phổ biến vì người ta điều trị hầu như cũng nhiều nơi rồi mà những bệnh chưa có biết về phục hồi đa số người nào cũng vô đây là điều trị nhiều chỗ, cũng kêu mổ, bác sĩ cũng kêu mổ không có những ca em thấy là mổ rồi cũng có như đây còn bị đau lại đúng không, còn bị đau lại. Rồi em thấy những cái bệnh nhân nằm xung quanh phòng, cái chỗ xung quanh mình ở thấy người ta có phục hồi không? Dạ có, thấy bớt giảm. Tức là những cái người bệnh nặng em thấy nó có bệnh phục hồi. Dạ, thấy có phục hồi. Thì đó, thì đây là một cái phương pháp này, thì vật lý trị liệu á, thì nó là phương pháp Tây y, nhưng mà mình có thể phối hợp với y học và cổ truyền rồi phối hợp với nội khoa để giúp cho bệnh nhân bình phục. Cái quan trọng là bây giờ về em giữ tư thế làm sao, như những cái hướng dẫn này, tập mạnh cơ lưng, cơ bụng cổ giống như các bác sĩ hướng dẫn ấy, thì để cho sau này cái cuộc sống mình nó vững chắc, được bảo vệ vững chắc và không cho tình trạng tái phát. Thì hôm nay Vinh về chúc cho Vinh thứ nhất là được nhiều sức khỏe này, thứ hai là về công việc ổn định, tại vì 13 năm như chị bệnh là cũng mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thì bây giờ mình khỏe rồi, về đi lao động, thì sau này em vẫn lao động nặng như một người bình thường, và chỉ chú ý những cái tư thế về khiêng vật nặng, cái đồ vật hay là những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái gì mà các bác sĩ trung tâm đã hướng dẫn để cho tránh không tái phát. Em cũng cảm ơn bác sĩ Vĩnh và bác sĩ trong khoa và mấy em nhân viên tận tình hồi cho em mình. Rồi thầy chúc mừng nha, dồi dào sức khỏe, không có chút nhiều bệnh nhân nữa. Rồi chào anh Vinh ha. Thì bây giờ về được chừng làm gì? Để chiều xong rồi. Giờ chiều điều trị xong rồi về ha. Rồi thì bây giờ cố gắng là những cái gì mình dặn về tập cái sáng tập chiều tập, hoặc là một ngày một đợt là tốt cho các bài tập của cuộc sống nha. Rồi chúc mừng Vinh nhiều ha. Rồi thì mình gặp là vui rồi. Hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, chúng tôi đã tạo ra một môi trường an nhiên, khu nghỉ dưỡng điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm. Nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, kiến trúc đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho mọi người khi đến nghỉ dưỡng hoặc điều trị bệnh. Nơi tích hợp một hệ thống các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí, có đầy đủ các dịch vụ như ngâm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng, tắm thảo dược thiên nhiên, ấn huyệt, massage trị liệu, spa chăm sóc da, da làm đẹp. Không chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện và nâng cao sức khỏe. Nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu tâm đức trong điều trị bệnh. Được trang bị máy móc hiện đại của chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Có nơi sinh hoạt ăn nghỉ đạt chuẩn cho bệnh nhân. Hơn 80% trường hợp bệnh lý của cột sống được điều trị khỏi bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khu nghỉ dưỡng và điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm số 80, đường Võ Nguyên Giáp, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 1900 9210 0918 227733.